đồng được ký kết, công ty cổ phần Yama Việt Nam sẽ là nhà tài trợ chính của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đến tháng 3 năm 2021. Yama sẽ đồng hành với đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 trong các trận đấu trong nước do Liên đoàn bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, việc kêu gọi xã hội hóa trong thể thao đã giúp Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhận được sự đồng hành của nhiều công ty, doanh nghiệp trên cả nước. Việc gia hạn hợp đồng với Yama trong thời điểm hiện nay còn có ý nghĩa hơn rất nhiều khi các đội tuyển Việt Nam đang bước vào tập trung chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới như ASEAN 2018 và AFF Cup 2018. Cùng với việc ký hợp đồng gia hạn là nhà tài trợ chính của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, mới đây, Yama cũng đã tiếp tục gia hạn hợp đồng tài trợ cho AFF Cup 2018. Giải đấu sẽ được tổ chức ở 10 quốc gia Đông Nam Á từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018.